The next station. Cung điện Buckingham, tháp đồng hồ Big Ben. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Quang Story. Mình là Nhật Quang, thì mình đang trên đường đi tới một cái tàu điện siêu tốc để mà chở mình từ sân bay Heathrow về đến trung tâm của thành phố London. Xuống dưới kia mình sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn cách để mà đi di chuyển từ trung tâm, từ sân bay London về đến thành phố London. Rồi các bạn xem tiếp nha. Sẽ có một cái đường hầm, nó sẽ dẫn ra rất là nhiều những cái tuyến đường tàu điện cũng như là chỗ đón taxi, nó sẽ dồn về một chỗ. Đi thì cũng khá là xa nha mọi người. Mọi người cứ lần thấy cái bảng màu xanh đó, nó sẽ chỉ mình đi ra cái đường tàu để mà đi cái chuyến nó gọi là Heathrow Express, tức là tàu siêu tốc Heathrow. Cũng như là ở đó nó cũng sẽ có một số những cái trạm tàu điện ngầm khác nữa. Bây giờ thì đang có rất là đông người đang đứng chờ để đi vào bên trong, thì mình đã có mua vé sẵn rồi. Thì mình sẽ bắt đầu qua mình scan bên cái máy ha. Nếu mà các bạn chưa mua vé thì các bạn cũng có thể vào bên những cái máy ở bên đây, ở kế bên luôn, bên tay trái của cái tàu, của cái cổng đi vào để mà mua vé đi lên tàu. Thì mình có thể đi thang máy để mà đi xuống cái khu vực tàu điện ngầm ha. Đây, đi mình đi xuống cái cầu thang, mình sẽ đi tìm cái đường hầm mà nó có cái màu như vậy mọi người nha. Hoặc là mình có thể hỏi nhân viên ở đây, người ta nói tiếng Anh cho nên nó cũng khá là dễ dàng để mà di chuyển. Thì mình đi xuống dưới này á, ở bên tay trái á, nó sẽ là cái đường để mà lên chuyến tàu cao tốc Heathrow. Các bạn cũng lưu ý á, là đi ở bên Anh á, là người ta sẽ đi bộ ở bên tay trái, cho nên nãy giờ mình quên, mình đi bên tay phải, mình va vào cũng khá là nhiều người. Hồi nãy giờ đi cũng khá là lâu rồi đó, bây giờ cũng đã là 5:10 rồi. Thì cái chuyến tàu này á, nó sẽ tốn khoảng 15 phút để đi từ sân bay về đến London. Nhưng mà cái khu vực mà cái trạm nó đáp á, không phải là trung tâm của London mà đó là cái trạm Paddington. Thì cái trạm Paddington để mà đi tới trung tâm London là phải đi thêm nửa tiếng nữa, cho nên nó cũng sẽ rất là lâu. Tại vì hôm nay á, mình còn phải đi ngược lại đây nữa, cho nên mình book cái chuyến này. Chứ còn nếu không đó thì mình có thể đi những cái chuyến tàu khác nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà tại vì cái chuyến này mình mua đó là mình mua được cái giá nó gọi là early bird, là cái giá giảm giá, cho nên nó chỉ có khoảng 10 euro thôi. Cho nên mình mua cái này mình đi luôn. Chứ còn nếu mà các bạn mua mà cái giá 25 đô thì các bạn nó hơi mắc. Tại vì mình còn phải đi thêm một chuyến nữa để mà tới trung tâm London. Phải nói là chuyến đi này đúng là một chuyến đi hơi có cái hơi hướng là chữa rách nha mọi người. Sáng tới giờ, từ hôm qua tới giờ là có rất là nhiều những cái trục trặc rồi. Thì bây giờ mới có thêm một cái trục trặc mới nữa. Đó là cái chuyến tàu siêu tốc Heathrow á, nó sẽ bị delay. Tại vì có ai đó người ta kéo cái cần gạt khẩn cấp á, cho nên là bây giờ cái tàu nó phải delay khoảng 26 phút, tức là thêm nửa tiếng nữa. Mà bây giờ đã là 5:15 rồi thì chắc cũng phải 6 giờ tàu nó mới chạy. Thì tàu chạy về đó thì cũng là 6:15, 6:20. Thì mình nghĩ là nếu mà nhanh nhất có thể á. Ồ, trời tàu tới rồi, đang nói tàu tới luôn rồi. Hên vậy ta. Ok, hên quá, lên tàu luôn mọi người. Rồi, mình vừa mới tới nhà ga Paddington. Đây là một cái nhà ga chính của London mọi người. Rất là đông người. Cũng như là ở đây có rất là nhiều những cái chuyến tàu đi rất là nhiều nơi. Và đặc biệt đó, ở đây rất là đông người là tại vì cái chuyến tàu ở đây là cái chuyến này mình vừa mới đi, Heathrow Express, thì nó sẽ chạy gần như là nguyên một ngày luôn. Nó chỉ nghỉ khoảng 1-2 tiếng vậy thôi. Và cho nên là chút xíu nữa tối mình sẽ quay trở lại đây để mà bắt cái chuyến tàu đi ngược trở về sân bay. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ra bên ngoài để mà khám phá thành phố London trong một vài tiếng tiếp theo. Rồi bây giờ cái thử thách tiếp theo là mình phải tìm cái đường để mà đi vào trung tâm London. Ở đây thì giống như là một cái mê cung vậy mọi người. Có rất là nhiều những cái chuyến tàu khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đi cái chuyến tàu Underground. Chuyến này thì nó sẽ đi về thành phố London trong vòng cỡ khoảng 36 phút nha mọi người. Và cái giá vé nó tầm khoảng gần 3 euro, 2.8 đồng. Ở đây rất là dễ để đi lạc nha mọi người. Mọi người nhớ coi cho kỹ ha. Nhưng mà đỡ một cái là mình có thể dùng Google Maps.
Ở đây tiện một cái là mình không có cần phải mua vé. Nếu mà các bạn có cái thẻ credit card đó mà có thể tap được á, thì là mình có thể là tới sẵn cái máy và mình tap vô đó mình đi vô luôn. Cái nhà ga ở đây nó cũng khá rất là cũ nha mọi người, nhưng mà được cái là nó có máy lạnh cho nên nó cũng mát. Thì cái chuyến tàu này mình sẽ đi trong vòng khoảng 30 phút ha, sẽ tới thẳng cung điện ở Buckingham luôn. Rồi sau khi đáp xuống cái trạm St. James Station thì bây giờ mình sẽ đi theo cái bảng để mà bắt đầu đi tham quan những cái địa điểm này ha. Nó sẽ nằm bên hướng bên này. Đây là thuộc cái giờ cao điểm ở bên Anh nha mọi người. Đây là ở London thì ở bên Anh giờ cao điểm bây giờ người ta đi làm về và đi học về rất là đông. Mọi người thấy mấy cái tàu không? Cái khoang nào nó cũng kín người hết trơn á. Ở đây cũng rất là chu đáo, người ta có cái bảng chỉ dẫn cho mình để mà đi bộ tới cái cung điện Buckingham. Từ đây tới đó là cỡ khoảng 5 tới 10 phút, nó đi cũng rất là dễ thôi. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi nhanh hết sức có thể để có thể là check in được càng nhiều địa điểm là càng tốt. Bây giờ đã là 6 giờ 20 rồi mọi người. Đây là công viên St. James, có cái vibe rất là giống với là những công viên ở bên New York cũng như là ở bên Chicago mọi người. Hay mọi người hôm nay là thứ hai đầu tuần ha, mà mọi người đã ra đây để mà picnic, để mà thư giãn. Và bây giờ con đường này mình sẽ đi thẳng là mình sẽ tới cái cung điện Buckingham. Xin giới thiệu với mọi người, phía sau lưng mình là cung điện Buckingham, một biểu tượng của nước Anh cũng như là đây là nơi sinh sống và làm việc của những người trong hoàng gia Anh. Hôm nay thì mình chỉ có dịp là đi ngang qua đây thôi chứ không có được vào bên trong. Ở bên trong thì cái thời gian bán vé của nó cũng rất là giới hạn. Hình như chỉ có một vài tháng trong năm thì nó mở cửa cho người ta vào tham quan thôi. Nhưng mà hôm nay thì đã quá giờ rồi. Cho nên hy vọng là cái lần sau tới nước Anh thì mình sẽ có dịp đi vào bên trong để mà tham quan. Còn bây giờ thì mình chỉ tới đây để check in nhà xong rồi mình sẽ đi qua chỗ khác. Đây rồi mọi người ơi, phía bên kia là cái tháp đồng hồ Big Ben. Đây là một cái nơi mà phải nói là cho dù mà người bất cứ ở nơi đâu họ cũng sẽ biết đến tháp đồng hồ Big Ben. Đây là một biểu tượng của nước Anh nói chung và thành phố London nói riêng. Xung quanh đây thì nó sẽ có một số những cái buồng gọi điện thoại màu đỏ ở dọc cái con đường đi tới tháp đồng hồ Big Ben. Thì mọi người ở đây rất là thích chụp hình lấy luôn cái cảnh của cái tháp Big Ben cũng như là cái buồng điện thoại màu đỏ. Cho nên là mọi người sẽ thấy là hai bên sẽ có một cái hàng, đây nguyên một cái hàng dài người ta xếp hàng để mà chụp hình lấy luôn cái cảnh của cái tháp đồng hồ và cái phòng điện thoại. Thì tuy là mọi người quen miệng hay gọi cái này là tháp đồng hồ Big Ben, nhưng mà thật sự thì Big Ben là tên của cái con lắc lớn nhất trong cái đồng hồ này. Đây đồng hồ vừa mới điểm 7 giờ mọi người nghe tiếng chuông không? Thì cái tên gọi chính của nó là tháp đồng hồ lớn của thành phố Westminster. Nhưng mà vào năm 2012 đó thì người ta đã đổi tên thành tháp đồng hồ Elizabeth để mà vinh danh nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên là người dân ở đây cũng như là người dân trên thế giới rất là quen miệng và vẫn gọi cái tháp đồng hồ này là tháp đồng hồ Big Ben. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đường để mà tham quan cái phía bên ngoài của một cái nơi cũng rất là nổi tiếng ở đây nữa. Đó chính là tu viện Westminster. Đây, cũng là một địa điểm rất là iconic của thành phố London. Để đối diện với lại là cái tu viện Westminster là một cái tòa cung điện cũng rất là nguy nga. Đây là cung điện Cromwell, thì nằm ngay đối diện với lại là tu viện Westminster bên này luôn. Rồi bây giờ mình đang bước ngang qua cái khu vực tu viện Westminster. Đây cũng là một trong những cái nơi mà rất là quan trọng đối với hoàng gia Anh. Rồi xin giới thiệu với mọi người, đây là tu viện Westminster. Cái tên chính thức ở đây đó là nhà thờ kinh sĩ Thánh Peter. Đây là một cái công trình mà phải nói là cả ngàn năm tuổi rồi nha mọi người. Rất là mang tính chất đặc trưng của London mà du khách thì rất là khó có thể bỏ qua. Hiện tại thì bây giờ cũng đã tối rồi, cho nên là cái trong này người ta không có cho khách vào tham quan nữa. Nhưng mà ở đây đó, bình thường mình có thể vào tham quan cái khu vực gần như là một cái viện bảo tàng vậy. Thì giá của nó là khoảng 29 euro để mà vào đây tham quan. Cái tu viện Westminster này á, nó rất là quan trọng đối với lại là hoàng gia Anh. Tại vì ở đây á, là người ta sẽ cử hành rất là nhiều những cái nghi thức quan trọng như là cái lễ đăng ngôi hay là những cái đám tang hoặc là những cái lễ cưới của hoàng gia. Nói về đám tang thì ở trong đây cũng đã khá lâu rồi người ta không có chôn cất những cái thành viên của những cái hoàng tộc nữa. Tại vì nói chung là cũng đã kín chỗ rồi mọi người.
Ở đây là người ta sử dụng làm một cái nơi chôn cất của hoàng gia Anh trong rất là nhiều năm, cũng cả ngàn năm rồi, và trong vòng khoảng hình như là khoảng 300-400 năm vừa rồi đó thì không có nhận thêm một cái thành viên nào nữa, tại vì cái số lượng nơi để chôn cất ở trong đây đã kín rồi. Thì tang lễ của nữ hoàng Elizabeth cũng đã được tổ chức ở trong đây vào năm 2022. Tuy nhiên như mình nói đó thì kể từ năm 1700-800 gì đó thì cái khu vực này nó đã hết đất rồi, cho nên không có được chôn ở đây nữa. Và cái những cái người khác ở trong hoàng tộc về sau cũng phải mỗi lần mà có đám tang thì vẫn tổ chức lễ tang ở đây, nhưng mà lúc mà chôn cất thì sẽ đem đi chỗ khác. Đúng là thành phố London, mọi người, cái thành phố phải nói là một trong những nơi mà nổi tiếng nhất ở châu Âu, đi đâu cũng là cảnh đẹp hết, không thiếu gì, như là chỗ chụp hình là không có thể nào thiếu luôn á, đi góc nào chụp cũng đẹp hết, ở đâu cũng là cung điện, lâu đài, kể cả những cái vật đơn giản như là một cái buồng điện thoại màu đỏ ở bên đường cũng là một cái vật để mà mọi người check in. Đó, ở đằng xa kia mọi người thấy cái vòng quay đó không? Cái đó cũng là một cái biểu tượng của London, nó nằm đối diện với lại là cái tháp Big Ben. Đó thì cái vòng quay bên kia nó gọi là con mắt của London mọi người, hay là gọi là London Eye, cũng được biết tới với là cái tên là vòng quay thiên niên kỷ. Đứng ở đây thì mình có thể check in với lại là cái vòng quay đó luôn. Đó, cái vòng quay đó là được thành lập vào năm 1999 đó, thì tại cái thời điểm đó là cái vòng quay mà cao nhất thế giới, còn bây giờ thì đã hết rồi. Ngoài ra thì dọc cái con sông Thames thì cũng sẽ có những chiếc xe dạng xích lô đó, nhìn rất là màu sắc luôn, lông lá rồi. Hay mọi người muốn đi dạo vòng quanh đây thì có thể mướn một chiếc xích lô này đi, thì mình nghĩ là cái giá nó cũng sẽ hơi chát nha. Cái này nó rất là giống với là những chiếc xe ở bên New York City á mọi người. Bên New York City nó cũng có những cái chiếc xe giống vậy, nhưng mà nó không có sặc sỡ bằng mấy chiếc này thôi. Cái đường ở bên cái bờ sông này thì mình thấy rất là dơ nha mọi người. Rác đầy hai bên luôn, quá trời rác luôn. Cho nên là mình nói là Anh Quốc thì nó cũng rất là dơ, chứ cũng không có hơn gì những cái nước khác đâu ha. Rất là dơ luôn, mà xung quanh thì rác cũng, cái thùng rác thì đầy thùng rác luôn rồi. Ở dọc hai bên bờ sông thì người ta cũng có bán những cái món đồ lưu niệm nữa cho du khách, giá mình thấy cũng phải chăng. Một cái thì là €1.99, nó cũng ok. Mà bây giờ mình sẽ vào cái tiệm này để mà đổi tiền chút xíu, tại vì cũng hết tiền rồi. Trong này có rất là nhiều quầy bán đồ lưu niệm cũng như là bán, cũng như đổi tiền. Bây giờ mình đổi $50 để mà lỡ có gì xài. Hey, can I exchange $50? Ok, thì mình vừa mới đổi $50 và đây đổi cho mình 35 bảng Anh. Thì thông thường là mình sẽ không có đổi tiền ở bất cứ cái nước nào mình tới. Mình chỉ dùng cái máy ATM thôi, nhưng mà cái đợt này lúng túng sao đó mình để quên mất cái thẻ ATM ở nhà, cho nên là bây giờ phải dùng tiền mặt. Nhưng mà đỡ một cái là ở nước Anh thì mình có thể dùng thẻ để mà trả tiền cho rất là nhiều thứ. Cho nên là mình chỉ đổi tiền mặt để mà một phần là mình giữ làm souvenir, và thứ hai là mình có thể mua một số những cái đồ lặt vặt mà những cái chỗ mà những cái gian hàng mà không có lấy thẻ. Ở đây mình thấy có một cái tiệm bán đồ lưu niệm, mình sẽ tấp vào đây để coi thử có cái đồ gì mua được không. Trong đây thì mình nghĩ là chắc có thể là giá cả nó sẽ mắc hơn ở bên ngoài. Đồ trong đây cũng rất là nhiều loại, cũng bằng ở bên ngoài thôi mọi người, cũng là $1.99 cho một cái đồ dán tủ lạnh. Đây, sau một hồi lựa chọn thì mình chọn cái này là $1.99, nhìn cũng rất là dễ thương. Ngoài ra thì ở đây cũng có bán rất là nhiều những cái loại khác nữa, giá nào cũng có hết. Xin giới thiệu với mọi người, đây là quảng trường Trafalgar, với lại một cái, ở đây cũng có một cái tên gọi thân mật, đó là trái tim của London. Đó, mọi người thấy không, cái quảng trường ở đây là cũng đang có rất là nhiều người đang đứng check in. Và ở ngay giữa cái quảng trường đó là một cái cây cột cũng rất nổi tiếng. Đây là cái cây cột, nó gọi là cây cột Nelson. Đây, cột Nelson. Cái cây cột này được xây dựng để mà kỷ niệm chiến thắng của đô đốc Nelson trong một cái trận thủy chiến với quy mô rất là lớn, trong cái đợt chiến tranh thời kỳ Napoleon đó mọi người. Có một cái điều thú vị mà mình đọc được khi mà mình tìm hiểu về cái quảng trường này, đó là hồi xưa đó, ở đây là mọi người tới đây là phải rất là cẩn thận, tại vì hồi xưa có một cái nạn đánh bom mọi người, đánh bom và thủ phạm là những con chim bồ câu. Thì tại vì ở đây á, ngày hồi xưa là người dân người ta tụ tập ở đây để mà
vui chơi, để mà ăn uống, rồi người ta thả rất là nhiều những cái đồ ăn ở xung quanh, cho nên là những con chim bồ câu nó coi cái khu này như là một khu buffet vậy, thì nó sẽ tới đây nó ăn rất là nhiều. Và mọi người biết đó, ăn nhiều thì làm gì đó, cho nên là coi như là mọi người ở đây hồi xưa là rất là sợ cái nạn mà chim bồ câu nó đánh bom. Và sau này đó thì khi mà chính phủ người ta thấy là cái này nó trở thành một cái vấn nạn rồi, tại vì mọi người biết đó, những con chim bồ câu tuy nó là biểu tượng của hòa bình nhưng mà nó thật sự là nó ăn rất là nhiều, và cũng như là giống như là những con chuột của bầu trời vậy. Cho nên là chính phủ người ta mới bắt đầu thuê những con diều hâu để mà tới đây canh gác cái khu này, là giảm cái sự tấn công của những con chim bồ câu. Cho nên bây giờ mọi người thấy cái khu này bây giờ rất là vắng chim bồ câu, cũng như là hành du khách có thể tự do đi tới lui mà không sợ bị bất ngờ ăn một trái bom trên trời rớt xuống. Ở hai bên của cái quảng trường này thì cũng có hai cái hồ nước, cái đài phun nước cũng rất là đẹp, nhưng mà bây giờ đang sửa chữa, cho nên có thể đây là lý do mà cái khu vực này bắt đầu vắng người hơn là bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Bây giờ trời cũng rất là tối rồi, 8:20 rồi, chắc mình sẽ đi thêm có khoảng 1-2 địa điểm nữa rồi bắt đầu quay trở lại cái sân bay. Từ lúc mà đáp máy bay xuống tới bây giờ đó thì mình đã đi bộ khoảng 10.000 bước rồi, thì mình cũng không biết là cái quãng đường nó dài cỡ bao nhiêu. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ thêm cỡ khoảng 10 phút nữa để đến khu phố tàu, thì hy vọng ở đó mình sẽ có tìm được một cái món đó để ăn. Chứ mà từ sáng tới giờ thì mình cũng chưa có ăn được gì nhiều, chỉ mới nút một lon bò hút với lại ăn một vài món lặt vặt ở trên máy bay như mình có review cho mọi người coi ở cái video trước. Bạn nào chưa xem thì có thể xem mình review cái chuyến bay đi từ LAX tới thành phố London. Và chuyến bay đó là chuyến bay hạng thương gia, cũng rất là thú vị. Tuy là nó hơi thất vọng một chút xíu nhưng mà mọi người coi để cho biết thử là cái trải nghiệm nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp để mà tới cái khu vực khu phố tàu. Thì mình cũng nghe nói là khu phố tàu ở London nó cũng rất là sầm uất, cũng rất là có rất là nhiều những cái món ăn. Và bây giờ mình cũng rất là đói bụng rồi, cho nên tí xíu nữa hy vọng có cái gì đó ngon để mà review cho mọi người coi ha. Rồi mọi người coi tiếp nha. Trên đường tới Chinatown thì mình sẽ đi ngang qua một cái khu quảng trường cũng rất là sôi động. Đây là quảng trường Leicester. Đây, ở đây mình bắt đầu thấy có cái vibe rất là giống như những cái quảng trường lớn ở bên Mỹ như là Times Square. Mặc dù nó cũng không có đông bằng nhưng mà nhìn xung quanh thì nó cũng rất là giống mọi người. Ở xung quanh cũng có những cái hàng quán, có những cái bảng hiệu rất là lớn, rất là đông người du lịch ha. Rất là giống với là không khí của quảng trường Times Square ở New York, nhưng mà nó có một cái sự cổ kính hơn. Bên Times Square của New York thì nó có cái sự hiện đại hơn, lại vẫn có cái sự cổ kính nhưng mà vẫn rất là tấp nập và nhộn nhịp. Con đường này mình thấy nó rất là giống với lại cái con đường ở trên cái khu Hollywood ở Cali. Ở hai bên là những cái cửa hiệu, đèn đường rất là sáng, ở giữa thì xe cộ chạy rất là tấp nập. Còn một vài phút nữa là mình sẽ tới khu vực Chinatown. Đúng là không khí Chinatown ở cái thành phố nào nó cũng như nhau mọi người. Rất là ồn ào, rất là nhộn nhịp, cũng như là rất là dơ. Xung quanh thì hai bên bán rất là nhiều những cái đồ ăn nhưng mà mình thấy cũng rất là dầu mỡ, với là đồ ăn nó cũng rất là giống nhau. Phần lớn là những cái buffet, cũng như là ở đây có rất là nhiều những cái tiệm bô bà. Mình nãy giờ mình thấy chắc cũng phải 3-4 tiệm bô bà khác nhau mà mình chỉ mới đi có khoảng mà mười mấy bước thôi. Và bây giờ mình sẽ đi tìm coi thử ở đây có bán cái gì ăn. Thì mình thấy là ở đây nó cái đặc sản ở đây là buffet nha mọi người. Buffet nhưng mà hình như là mình thấy mấy anh Ấn Độ bán chứ không phải là mấy anh Tàu bán. Thì mặc dù là ở đây bán cũng rất là nhiều món, nhưng mà mình thấy là mấy cái buffet rất là nhiều. Buffet là chiếm phần lớn á, cứ đi 2-3 tiệm thì có một cái tiệm buffet. Rồi đi đâu cũng thấy mấy cái tiệm buffet, mấy cái món này thì ở Cali bán rất là nhiều. Nó toàn là mấy cái đồ tàu và giá thì cỡ khoảng 15 bảng cho một người. Đó, hai ba tiệm kế bên nhau luôn. Ở bên đây thì cũng có một cái tiệm mà bán cái điểm sắm nữa nè. Ở đây thì mình thấy có một cái quán bán đồ Hồng Kông, nhìn cũng khá là ngon. Thôi bây giờ mình vô đây ăn đại, đó cũng 9 giờ rồi. Bây giờ mình ăn xong rồi mình sẽ đi về lại cái trạm tàu. Rồi, thank you. Ở đây thì có rất là nhiều những cái món gọi rất là khó luôn, nó bán từ mì, cơm, súp và cái món tráng miệng các kiểu luôn. Thì mình sẽ gọi một cái món đặc biệt ở đây, đó là món để coi, mì vịt quay trứng muối 14.9 bảng. Ok, mình sẽ gọi món này ăn thử. Rồi, món ăn lên rồi mọi người ơi. Đây là món
mì, vịt quay, sốt trứng muối. Đó, cứ mỗi lần mà mình thấy món gì mà có trứng muối là mình sẽ order liền ngay lập tức. Và cái này nó cũng nằm trong cái danh sách là những món đặc biệt của quán này, nên mình gọi nó luôn. Đó, thì đáng lẽ là hồi nãy là mình sẽ đi vào một cái tiệm mà phở để mà ăn phở, nhưng mà tự nhiên đi ngang qua đây cái thấy cái bảng nó ghi cái chữ là mì, vịt quay, sốt trứng muối, cho nên mình vào đây mình ăn luôn. Đây, này là mì sốt, nhìn cũng rất là ngon, rất là thơm cái mùi trứng muối nha mọi người. Rất là ngon mọi người. Trong này thì mình có một số cái loại rau, mình sẽ có nấm và vịt quay. Và cái sốt trứng muối của nó ăn cũng rất là ngon, nó không có mặn lắm, nó hơi béo béo và hơi bùi bùi cái mùi trứng muối. Này mì rất là nóng, cái vịt quay cũng rất là ngon, rất là vừa ăn. Nó đi nguyên một ngày rồi bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon hết mọi người. Nhưng mà mình thấy cái món này rất là ngon, rất là hợp cái khẩu vị của mình. Này là món mà mình chưa ăn bao giờ luôn mọi người. Mì sốt trứng muối, nếu mà có hũ sa tế thì là tuyệt vời luôn. Đây mình vừa mới xin một cái chén ớt. Đây là dầu ớt, nhìn có vẻ khá là cay. Để ăn cho nó đỡ ngán ha mọi người. Cái này phải thêm tí ớt ăn mới ngon, còn nếu không thì nó sẽ hơi ngán. Cái tương ớt ở đây rất là thơm nha mọi người. Không có cay lắm, nhưng mà nó rất là thơm. Hình như người ta có xay chung với lại là xả nữa. Này giống như mà sa tế ở đây rất là ngon. Ăn ngon hơn hẳn nha mọi người. Mọi người tới đây ăn thì nhớ xin một cái miếng sa tế để được ăn kèm cho nó đỡ ngán nha. Rồi, ăn uống nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại cái trạm tàu Paddington để mà đón chuyến tàu siêu tốc để mà đi vượt trở lại cái sân bay. Thì bạn nào mà cũng có thời gian mà quá cảnh dài giống như mình đó, thì có thể đi theo cái video này để mà theo cái lịch trình này để mà có thể đi dạo một vòng quanh cái thành phố London trong vòng khoảng 3-4 tiếng. Mình xem cũng được rất là nhiều thứ, cũng như là cũng có thể ăn một vài món. Tại vì hôm nay mình gặp một vài cái trục trặc cho nên là bị trì trệ một vài tiếng, chứ không là mình cũng sẽ đi được khá là nhiều nơi. Mình đang ở trong cái trạm tàu, cái này là cái đường ray, cái line Bakerloo. Cái line này thì mình sẽ đi về cái phía Paddington, là cái chỗ mà mình sẽ đón cái tàu đi về sân bay. À, hiện tại bây giờ là cũng gần 10 giờ rồi, 9 giờ 41 rồi, nhưng mà cái trạm tàu điện ngầm nó cũng còn rất là đông. Và ở đây cũng rất là sáng sủa, không có nhiều những cái người vô gia cư. Cho nên mình thấy ở đây cũng tương đối là an toàn so với lại những cái khu vực như là ở New York hay là ở Chicago. Một cái lưu ý nữa là ở đây những cái trạm tàu điện ngầm đó thì đa số nó sẽ ít có cầu thang máy, hoặc là nó sẽ có một chỗ có thang máy hoặc là một chỗ số chỗ sẽ không có thang máy, cho nên là cầu thang đi rất là nhiều. Mọi người cẩn thận khi mà cần phải đem nhiều hành lý hoặc là có những người phải đi xa lăn thì rất là khó khăn. Rồi về tới nhà ga Paddington thì mình cứ đi theo cái bảng đó, cái chữ là Heathrow đó, bạn thấy chữ Heathrow không? Đó, đi theo cái bảng đó thì các bạn sẽ lên cái chuyến tàu để mà quay trở về cái sân bay. Nhìn chung thì mình thấy cái hệ thống tàu điện ngầm ở bên Anh đi cũng khá là dễ mọi người, không có khó lắm. Tại vì những cái bảng hiệu người ta làm rất là rõ ràng, cũng như là ở đây người ta nói tiếng Anh. Cho nên nếu mà mình có bị đi lạc thì mình chỉ cần hỏi bất cứ ai, người ta đều có thể chỉ đường cho mình. Chứ còn mà nếu như bạn đi cái hệ thống mà tàu điện ngầm cũng như là xe buýt mà ở những cái nước như là Trung Quốc thì rất là khó luôn. Thậm chí là không có ai để hỏi luôn. Thì theo như mình thấy thì nếu mà đánh giá từ 1 tới 5 thì cái độ khó để mà đi di chuyển vòng quanh cái thành phố London là chỉ khoảng mức dễ nhất là số 1. Cho nên các bạn có tới London để mà đi du lịch thì đừng có lo nha. Ở đây đi lại rất là dễ dàng luôn. Thậm chí là nó dễ tới mức mà trên cái sàn nó còn để những cái mũi tên chỉ dấu cho mình đi nè. Đây, đi theo cái hướng mũi tên này sẽ tới cái sân bay, tới cái đường ray Heathrow Express. Đó, rất là dễ dàng luôn, không có thể nào dễ hơn vậy nữa. Rồi, bây giờ thì cái tàu này hiện tại bây giờ rất là vắng. Hầu như là không có ai luôn. Đây, nguyên cái khoang tàu là vắng hoe luôn. Đó, một mình bao nguyên cái tàu ra luôn mọi người. Rồi, mình đã bao nguyên cái chuyến tàu Heathrow Express để mà đi lui lại cái sân bay Heathrow. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái khu vực Terminal 5, là Terminal số 5. Thì đây là cái trạm cuối cùng của cái chuyến tàu đó.
thì đây sẽ là nơi mà mình bắt cái chuyến bay ngày mai để mà bay qua Roma. Bây giờ cũng đã là 10 giờ rưỡi tối rồi, sân bay nó cũng không có đông người lắm. Rồi cả hai cái khu vực an ninh đều đóng cửa hết rồi mọi người. Coi như tối nay là phải ngủ ngoài này rồi đó, không được vô trong. Ở trong kia thì nó có những cái ghế để ngủ, còn ngoài này thì sẽ không có nha mọi người. Chết rồi. Bây giờ kiếm góc nào đó ngồi ngủ cho rồi, chứ không là ngày mai là đi rất là nhiều nữa. Ok rồi, đây là cái giường của mình tối hôm nay. Bây giờ phải ráng ngủ khoảng 4 tiếng, mai dậy sẽ đi tiếp. Ok rồi, thì mình thấy cái video này hôm nay cũng khá dài rồi, mình đi cũng rất là nhiều nơi, cũng như là có chia sẻ với mọi người cách để mà đi tàu điện ngầm, rồi cách di chuyển từ sân bay đến thành phố London, rồi từ London ngược về sân bay. Thì bây giờ cũng đã là gần 11 giờ đêm rồi, bây giờ mình không có vào bên trong cái sân bay được. Thì ở bên ngoài này thì nó tương đối cũng an toàn, nhưng mà nó sẽ không có những cái ghế cho mình ngủ. Thì hy vọng là mình có thể nghỉ được ngơi được chút xíu để mà ngày mai tiếp tục tham quan và tiếp tục trải nghiệm cái chuyến đi tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Rồi, bye bye các mọi người nha.